Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng 4 của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin có một số nội dung chính sau đây. Trước thềm hội nghị thủ tướng với doanh nghiệp năm 2016, chính phủ khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để khởi nghiệp kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Trong khi chờ kết luận về nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung, người dân nơi đây cả đời dựa vào nghề chài lưới, đang lâm vào cảnh khó khăn khi không thể ra khơi. Lễ khao lề Thế lính Hoàng Sa, minh chứng sống về chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 22 tháng 4, làm việc với các cán bộ chủ chốt tỉnh Hà Tĩnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng Hà Tĩnh đã chọn đúng hướng khi phát triển công nghiệp nặng ở những vùng đất khô cằn, đất cát. Về những vấn đề cần quan tâm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu lãnh đạo Hà Tĩnh phải tiếp tục ra soát quy hoạch tổng thể để từ đó có chiến lược phát triển đồng bộ hơn trong thời gian tới. Tổng Bí thư cũng lưu ý Hà Tĩnh cần phải chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp tục bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh các khu công nghiệp được mở rộng cũng như phát triển các khu đô thị. Cần ưu tiên cao trong việc phát triển doanh nghiệp và kêu gọi các doanh nghiệp trong cả nước đầu tư vào Lai Châu. Đây là nội dung được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt nhấn mạnh tại buổi làm việc với các cán bộ chủ chốt địa phương này trong chiều ngày 22 tháng 4. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án tiền khả thi đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với thành phố Lai Châu, vì đây là động lực giúp Lai Châu phát triển. Thủ tướng cũng đồng ý chủ trương tiếp tục thực hiện một số dự án hỗ trợ đồng bào các dân tộc tái định cư thủy điện Lai Châu phát triển bền vững, đồng thời đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở Lai Châu. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Lai Châu cần tích cực thực hiện việc tiết kiệm trong chi thường xuyên và ở các dự án đầu tư nhằm dành nguồn tiền này chi cho đầu tư phát triển. Chính phủ sẽ truyền đi thông điệp về việc tạo điều kiện thuận lợi nhất để khởi nghiệp kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo sáng nay trước thềm hội nghị thủ tướng với doanh nghiệp năm 2016, được tổ chức vào ngày 29 tháng 4 tới đây với chủ đề Doanh nghiệp Việt Nam, động lực phát triển kinh tế của đất nước. Của các cơ quan xử lý là quan điểm. Tại cuộc họp báo, ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, hội nghị thủ tướng với doanh nghiệp 2016 sẽ tập trung tìm ra các giải pháp về thể chế nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, đồng thời chỉ rõ những rào cản do cơ chế, chính sách hay do chính quyền và cán bộ gây ra để gỡ khó cho các doanh nghiệp. Điểm mới của hội nghị, theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà, đó là lần đầu tiên hội nghị không chỉ có sự tham dự của hơn 500 đại diện doanh nghiệp, hiệp hội trong và ngoài nước, mà còn có sự tham gia trực tuyến của các doanh nghiệp thuộc tất cả 63 tỉnh thành. Ngoài ra, ngay sau hội nghị, Thủ tướng sẽ họp với các bộ ngành để giải quyết ngay các kiến nghị tại hội nghị. Ông Lê Mạnh Hà cho rằng, Chính phủ đang rất quyết tâm giải quyết triệt để các vấn đề của doanh nghiệp, đặc biệt tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và an toàn cho doanh nghiệp. Minh chứng cho điều này, ông Lê Mạnh Hà đã dẫn ra câu chuyện của quán cà phê kèm ăn sáng Xin Chào, mới đây bị khởi tố do chậm đăng ký kinh doanh. Theo đó, Thủ tướng đã chỉ đạo gần như ngay lập tức sau khi nhận thấy những vấn đề trong việc hình sự hóa vụ việc này. Và cái chỉ đạo đó, tôi nghĩ rằng dư luận đánh giá rất là cao, nó đã tháo ngòi nổ cho cái vụ này. Thì như hôm qua chúng ta đã biết, thì Thủ tướng có cái chỉ đạo là ngừng cái việc hình sự hóa cái vụ việc ông bán cà phê hay ông bán phở này. Ý kiến riêng của tôi là nếu như cái vụ này là mà ông bán phở này thua ấy, thì sẽ đưa ra một cái thông điệp rất là xấu, rất xấu cho cái hoạt động kinh doanh của chúng ta. Có nghĩa rằng là mọi doanh nghiệp, mọi người kinh doanh đều có thể đi tù. Bên cạnh những ý kiến, hiến kế, kiến nghị xử lý khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, sau hội nghị, Chính phủ sẽ ban hành một nghị quyết chuyên đề về doanh nghiệp với tên gọi Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trở thành động lực phát triển kinh tế của đất nước. Nghị quyết này sẽ được trình Chính phủ thảo luận và thông qua vào đầu tháng 5 tới.
Liên quan đến tình hình hải sản chết bất thường tại các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trong những ngày qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã giao các bộ ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng trong việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn trung ương xác định nguyên nhân, thu gom, xử lý số lượng cá chết, không để ô nhiễm môi trường, thống kê thiệt hại, hỗ trợ khôi phục sản xuất. Để đảm bảo vấn đề an toàn đối với sức khỏe người dân liên quan đến việc cá chết, mới đây Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện một số biện pháp trước mắt như thông báo, tuyên truyền để người dân biết, không sử dụng cá chết để chế biến thực phẩm, làm thức ăn chăn nuôi, không để xảy ra tình trạng đưa cá chết ra tiêu thụ, buôn bán. Những ngày qua, thì đoàn khảo sát của Bộ Tài nguyên Môi trường đã về các địa phương để lấy mẫu xét nghiệm, tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt. Trong khi chờ kết luận, thì người dân nơi đây cả đời dựa vào nghề chài lưới trên biển đang lâm vào cảnh khó khăn do không thể ra khơi. Ghi nhận của các phóng viên thời sự tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gần 3 tuần nay, tàu của ông Ất nằm yên một chỗ. Ông cho biết, ngoài khơi bây giờ, cá chỉ còn bằng 1/10 trước kia. Có đánh về thì cho cũng chả ai lấy. Nhưng điều ông sợ nhất là biết đâu cái thứ làm cá chết nhiễm vào người mình thì lại khổ các con. 4 bố con ạ, vừa thì mất ạ. Sống lấy chỉ có là coi như làm với người biển. Đi chứ không có con cái đi học nữa. Sống với cái nơi biển mà chứ hiện tại là coi như không cùng khốn đốn chứ cũng chả biết kêu ai cả. Không biết làm cái gì để nuôi sống. Cách tàu của ông Ất không xa là bè nuôi cá của ông Duật. Gần 500 kg cá thịt và 3.000 con cá giống giờ chỉ còn có thế này. Cá chết, ông Duật thiệt hại cả 100 triệu đồng. Chưa tính tới hai bè nuôi cá mới đầu tư, bây giờ cũng bỏ không. Mất của rồi thì danh thể là cũng cái tình cũng buôn rau rồi, nhiều lúc cũng không có là để mà thu nhập kinh tế nữa, thanh thế vậy thôi. Nhưng nói ngay tóm lại như người thất nghiệp. Không chỉ những hộ nuôi trồng mà cả những hộ kinh doanh hải sản đang vào mùa cao điểm cũng điều đứng. Mực nhảy, một thứ đặc sản ở Vũng Áng, Hà Tĩnh. Bình thường cứ chiều đến là những quán hàng này lại chật cứng, không còn một chỗ ngồi. Thế mà giờ đây, vắng tanh, không một bóng người. Ngay từ thời điểm xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt, lãnh đạo thị xã Kỳ Anh cũng đã hướng dẫn bà con không tiếp tục thả cá giống, không cấp và thay nước vào các diện tích nuôi trồng thủy sản trên đất liền để tránh lây nhiễm nguồn nước từ biển. Trưa hôm nay thì chúng tôi nhận được cái văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về chỉ đạo xử lý tình trạng cá chết ở trên địa bàn của các tỉnh miền Trung. Thì ngay sau đó thì Ủy ban Nhân đã kèm toàn bộ nội dung gửi về các xã và yêu cầu phát trên hệ thống truyền thanh, đặc biệt là các cái xã ven biển để xử lý kịp thời, đảm bảo cái ô nhiễm môi trường cũng như là hạn chế các cái rủi ro mà do tình trạng cá chết ở trên địa bàn xảy ra. Cả đời sống bằng nghề chài lưới, bây giờ không ra khơi được nữa, ông Ất chỉ biết bảo quản tốt ngư cụ rồi chờ đợi xem nguyên nhân cá chết là gì để có thể sớm yên tâm ra khơi. Ngày 22 tháng 4, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước và tiếp đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đánh giá cao những nỗ lực mà Ngân hàng Nhà nước đã đạt được trong 5 năm qua, như góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành lãi suất, tỷ giá ổn định. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng đề nghị ngành ngân hàng cần tập trung xử lý triệt để nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, nhất là những ngân hàng yếu kém cần được xử lý dứt điểm. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đề xuất các giải pháp để phát triển thị trường mua bán nợ nhằm giảm nợ xấu và thu hồi nợ nhanh chóng. Tại cuộc gặp giữa ông John Nelmes, trưởng đoàn điều 4 Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, phía IMF đã đánh giá cao thành quả ổn định vĩ mô và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian qua. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng chia sẻ những khuyến nghị của đoàn về củng cố tài khoá theo hướng hỗ trợ tăng trưởng, xử lý nợ xấu, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp mà phía IMF đã đưa ra. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lễ ra mắt Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa.
Với số vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, việc thành lập quỹ đã thể hiện quyết tâm của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc huy động các nguồn lực thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, tạo động lực phát triển kinh tế đất nước. Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đây sẽ là tổ chức chuyên thực hiện chức năng hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu về vốn để thực hiện các dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi. Với việc ký kết thỏa thuận hợp tác cùng các ngân hàng thương mại nhận ủy thác từ năm 2016, quỹ ủy thác cho các ngân hàng thương mại cho vay đối tượng hỗ trợ của quỹ với mức lãi suất ưu đãi là 5,5% cho khoản vay ngắn hạn và 7% đối với khoản vay trung và dài hạn. Các nội dung tiếp theo. Giải thưởng báo chí về lao động và việc làm lần thứ 3 khuyến khích các nhà báo chuyên trách sáng tạo nên những tác phẩm báo chí hay có giá trị thực tiễn về vấn đề lao động và việc làm. Tà áo dài Việt Nam vẻ đẹp động lại trong lòng du khách qua mỗi kỳ Festival Huế. Thưa quý vị, trong quá trình đổi mới, phát triển kinh tế, thông tin về lao động việc làm luôn được công chúng quan tâm và trở thành mảng đề tài quan trọng trên báo chí. Để khuyến khích các nhà báo chuyên trách về vấn đề lao động và việc làm, sáng tạo nên những tác phẩm báo chí hay có giá trị thực tiễn. Sáng ngày 22 tháng 4, Giải báo chí về lao động và việc làm lần thứ 3 đã được tổ chức tại Hà Nội. Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổ chức Lao động Quốc tế ILO và Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. Thay đổi quan niệm và thái độ xã hội về già hóa và người cao tuổi. Nhìn nhận người cao tuổi không phải từ góc độ những người được nhận trợ cấp xã hội, mà là những thành viên đóng góp tích cực trong xã hội. Với đây là thông điệp mà tác phẩm Vấn đề việc làm cho người cao tuổi trước thực trạng già hóa dân số do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện đã đạt giải 3, giải thưởng phát thanh truyền hình của Giải báo chí lao động và việc làm năm 2016. Tôi cảm thấy rất là may mắn và vinh dự khi được nhận giải thưởng năm nay. Việt Nam cũng đã ký công ước của Liên Hợp Quốc, trong đó công nhận người cao tuổi trở thành một chương trình trong hoạt động của Liên Hợp Quốc. Và tất cả chúng ta vì mục tiêu là vì một thế giới phát triển thịnh vượng cho tất cả mọi lứa tuổi. Các tác phẩm tập trung vào các vấn đề thời sự, có đóng góp thiết thực trong việc thúc đẩy những vấn đề quan trọng trong chương trình quốc gia về việc làm bền vững, trong chương trình nghị sự của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Tác phẩm báo chí lần này có thể nói là bám sát vào những các cái vấn đề đang chuyển mình hiện nay trên cái vấn đề về lao động việc làm, cái thị trường lao động, khía cạnh cụ thể trong đời sống lao động của công nhân ở các khu công nghiệp, hay rồi những cái tìm tòi sáng tạo trong những nỗ lực vượt khó khăn của người lao động để mà nâng cao cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế. Tôi thấy được sự tiến bộ trong chất lượng của các tác phẩm dự thi năm nay. Đó là sự sáng tạo trong cách viết, sáng tạo trong việc thu thập dữ liệu. Những phóng viên trẻ đã trưởng thành và học hỏi rất nhanh. Đó là yếu tố quan trọng để tạo nên sự thay đổi và phát triển nhanh chóng của các tác phẩm báo chí. 14 trên 250 tác phẩm ở đa dạng thể loại, báo in, báo mạng, phát thanh và truyền hình đã được trao giải. Những tác phẩm báo chí với cách thể hiện đa dạng và hấp dẫn là công cụ hữu hiệu để phản ánh những vấn đề về lao động và việc làm, thúc đẩy những vấn đề mà Tổ chức Lao động Quốc tế muốn truyền tải tới cộng đồng. Giải thưởng báo chí về lao động và việc làm không chỉ tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, phản ánh kịp thời, mà đó còn là sự khuyến khích để ngày càng có nhiều tác phẩm chất lượng hơn nữa, mang tính chính xác, dự báo và bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Như là chúng tôi đã thông tin, trong các ngày 19 và 20 tháng 4, đoàn công tác Bộ Lao động Thái Lan do Bộ trưởng Sirichai Distakun dẫn đầu đã có chuyến công tác tại Việt Nam nhằm xúc tiến thực hiện bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động được ký vào năm 2015. Theo thỏa thuận tại bản ghi nhớ, trong thời gian tới, người lao động Việt Nam có thể sang Thái Lan làm việc trong hai ngành nghề, đó là đánh cá và xây dựng. Để tìm hiểu kế hoạch và lộ trình xúc tiến hợp tác lao động giữa hai nước, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Tống Hải Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cảm ơn ông đã dành cho VTV4 cuộc trả lời phỏng vấn ngày hôm nay. Xin ông cho biết những điểm nổi bật bản ghi nhớ giữa hai bộ lao động Việt Nam và Thái Lan làm việc vừa qua.
trong cái cuộc họp cấp chuyên viên ngày 19 tháng 4 vừa rồi để chuẩn bị cho cái cuộc gặp chính thức giữa Bộ trưởng Lao động Việt Nam và Bộ trưởng Lao động Thái Lan, thì đoàn chuyên viên của hai nước đã tiến hành đàm phán và thống nhất được những nội dung liên quan đến cái quy trình, cái thủ tục để lao động Việt Nam sang làm việc tại Thái Lan, liên quan đến cái tổng cái chi phí mà người lao động Việt Nam có thể sẽ phải chi trả để được đưa sang làm việc tại Thái Lan, cũng như là những cái đơn vị được phép triển khai tuyển dụng lao động Việt Nam để đưa sang làm việc tại Thái Lan. Thưa ông, vậy theo nội dung thỏa thuận giữa hai bên thì người lao động Việt Nam sẽ có cơ hội trong những lĩnh vực như thế nào? Qua nhiều vòng đàm phán, qua nhiều lần gặp gỡ trao đổi về cái kế hoạch triển khai cái thỏa thuận này thì phía Thái Lan cũng thống nhất là do trong cái thỏa thuận này thì trước mắt, trong thời gian trước mắt, hai bên mới chỉ phối hợp hợp tác với nhau để tuyển dụng lao động đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Thái Lan trong hai lĩnh vực là xây dựng và đánh bắt thủy hải sản, nên là cái số đơn vị đầu mối được phép tiến hành tuyển dụng và triển khai đưa lao động sang làm việc tại Thái Lan mới hạn chế. Và chúng tôi cũng đã đề nghị với phía Thái Lan là trước mắt là cho phép khoảng 10 đơn vị đầu mối được làm cái công tác này. Thì trong cái cuộc gặp ngày 19 tháng 4 vừa rồi, phía Thái Lan đã đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động Việt Nam là sẽ có, trước mắt là sẽ có 10 đơn vị đầu mối được đứng ra để tiến hành tuyển chọn lao động Việt Nam. Vậy lộ trình sắp tới, kế hoạch thực hiện bản thỏa thuận giữa hai nước sẽ được triển khai ra sao? Sau cái buổi làm việc ngày 19 tháng 4 vừa rồi, cũng như là cái cuộc họp cấp bộ trưởng ngày 20 tháng 4, thì hiện nay chỉ còn một số cái nội dung mà chúng ta cần phải thống nhất với phía Thái Lan để có thể triển khai được. Thứ nhất là từ giờ đến cuối tháng 4, phía Thái Lan sẽ phải gửi cho chúng ta một cái tập tài liệu liên quan đến cái việc gọi là giáo dục định hướng, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi sang làm việc tại Thái Lan. Đấy là cái nội dung mà chúng ta yêu cầu, nó liên quan đến phong tục tập quán, quy định pháp luật của Thái Lan, để làm sao đảm bảo là tất cả lao động Việt Nam trước khi được đưa sang làm việc tại Thái Lan đều có thể nắm rõ những cái quy định đấy. Nội dung thứ hai là liên quan đến việc là tất cả người Việt Nam khi đi sang làm việc tại Thái Lan sẽ phải tham gia một cái kiểm tra sức khỏe để xem có đủ điều kiện về sức khỏe hay không để sang làm việc tại Thái Lan. Hiện nay thì phía Thái Lan cũng nói là sẽ cung cấp những cái danh mục nội dung mà người lao động sẽ phải kiểm tra sức khỏe theo cái yêu cầu của họ, và cũng là từ giờ đến cuối tháng 4 là họ sẽ cung cấp cho mình cái danh sách đấy. Và cái nội dung thứ ba mà chúng tôi cũng yêu cầu và họ cũng cam kết là từ giờ đến cuối tháng 4 là họ sẽ cung cấp, đấy là danh sách những cái đơn vị đầu mối mà chính phủ Thái Lan cho phép đứng ra để hợp tác với phía Việt Nam tuyển dụng và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Thái Lan. Và trong tháng 5 thì phía Thái Lan sẽ có ý kiến chính thức về một cái mà chúng tôi gọi là kế hoạch hành động, và như vậy thì có thể là trong tháng 5, cũng trong tháng 5 thì chúng ta sẽ có thể bắt đầu triển khai tuyển dụng và đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Thái Lan. Vâng, xin cảm ơn ông. Ngày 22 tháng 4, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào đã tổ chức lễ nghiệm thu và bàn giao hệ thống telemedicine, hay còn gọi là y học từ xa, kết nối Bệnh viện 103 Quân đội Nhân dân Lào với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Bộ Quốc phòng Việt Nam. Hệ thống y học từ xa của Bệnh viện 103 do Tổng cục Hậu cần và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Viện Khoa học Công nghệ Quân sự Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ triển khai từ tháng 12 năm 2015. Đây là hệ thống y học từ xa hiện đại đầu tiên của Bệnh viện 103 cũng như của ngành y tế Lào. Hệ thống được thiết kế và thi công theo những tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, có tính dự phòng cao. Các trang thiết bị chủ yếu của hệ thống đều rất hiện đại do các hãng lớn của thế giới sản xuất. Với hệ thống này, việc hợp tác giữa Bệnh viện 108 và Bệnh viện 103 về nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn, giúp đỡ đào tạo sẽ có chất lượng và hiệu quả cao hơn. Đặc biệt, hệ thống sẽ giúp đưa những kỹ thuật cao, những tiến bộ trong y tế, những kinh nghiệm quý báu của đội ngũ giáo sư, bác sĩ Bệnh viện 108 nhanh chóng đến Bệnh viện 103, thắt chặt quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam. Tại lễ bàn giao, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn Bộ Quốc phòng hai nước sẽ đầu tư thêm cho dự án để giúp Bệnh viện 103 từng bước có được năng lực chẩn đoán và điều trị tốt hơn. Cũng trong sáng ngày 22 tháng 4, tại đình làng An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, các tộc họ trên đảo Lý Sơn đã tổ chức lễ khao lề Thế lính Hoàng Sa.
Lễ khao lề Thế lính Hoàng Sa được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân, những người lính trong đội hùng binh Hoàng Sa, Kim Quảng Bắc Hải năm xưa đã anh dũng, không tiếc máu xương, dong thuyền vượt biển ra tận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam để thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Lễ khao lề Thế lính Hoàng Sa giờ đây đã trở thành niềm tự hào của người dân Lý Sơn khi vào năm 2013, nghi thức lễ này đã trở thành một di sản văn hóa phi vật thể quý giá của quốc gia, một minh chứng sống về chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thưa quý vị, chỉ khoảng một tuần nữa, Festival Huế 2016 sẽ chính thức khai mạc. Qua 9 lần tổ chức thì Festival Huế luôn động lại trong lòng du khách những ấn tượng đặc biệt về sự phong phú trong bản sắc văn hóa Việt Nam. Và trong số đó, nét đặc trưng trong đời sống văn hóa Huế và cũng là điểm nhấn tại các kỳ lễ hội nơi cố đô, đó là hình ảnh của những chiếc áo dài Việt Nam. Và festival năm nay thì áo dài lại tiếp tục là nguồn cảm hứng cho những chủ đề sáng tạo, độc đáo và khác biệt. Trở lại với Festival Huế ở kỳ thứ 9, hình ảnh áo dài vẫn luôn là điểm nhấn cho các chương trình nghệ thuật. Lần đầu tiên, thư pháp Việt, một nét văn hóa độc đáo của vùng đất cố đô, sẽ xuất hiện song hành trên những tà áo dài Nam cách Tân. Sự kết hợp này như là cách để quảng bá và tôn vinh thư pháp, một loại hình văn hóa đặc trưng của người Việt Nam. Đây là cũng là lần đầu tiên thử nghiệm. Lần này là mình sử dụng những họa tiết, những hình ảnh kết trúc. Vì đây là áo dài Nam, cho nên thể hiện sự đứng quân tử, kết trúc ngay thẳng và kết hợp vào những câu thơ về xứ Huế và muốn truyền tải cho mọi người về những cái nét đẹp, những thắng cảnh, những cái đi vào thư ca ngày xưa và bây giờ của Huế. Trong kỳ Festival Huế lần này, hàng trăm mẫu áo dài Huế được xuất hiện trong các chương trình lễ hội. Nổi bật với ba bộ sưu tập mới từ nhà thiết kế Viết Bảo, như bộ sưu tập Đùng Đình Đùng Đằng, lấy ý tưởng về những đóa hoa đăng trôi bồng bềnh trên dòng sông Hương. Bộ sưu tập Việt Nam Gấm Hoa với những họa tiết đồ sứ ký kiểu Huế và kỹ thuật chạm khắc, và bộ sưu tập về miền Hương Ngự. Thông điệp mà Việt Bảo muốn gửi đến du khách đó là cũng đến Huế không chỉ có áo dài mà Huế còn có những cái ngành nghề khác rất truyền thống và du khách cũng nên biết, như đó những cái ngành nghề như là thiêu tay hay là những ngành nghề về chạm gỗ, hoặc các thông qua ngôn ngữ áo dài để mà có thể Việt Bảo có thể truyền tải đến những cái vẻ đẹp của những ngành nghề thuộc khác, chẳng hạn như là vẻ đẹp của những cái đồ sứ kỳ kiểu. Ngoài ra, áo dài Huế còn được gửi gắm nhiều thông điệp nhân sinh qua những tà áo dài thiếu nhi, mà những họa tiết trên áo là những bức vẽ do chính trẻ em nghèo sáng tác. Tất cả sẽ xuất hiện đầy màu sắc trong lễ hội áo dài về miền Hương Ngự và các chương trình nghệ thuật khác. Với sự góp mặt của hơn 10 nhà thiết kế từ 3 miền Bắc Trung Nam, chương trình áo dài Festival Huế 2016 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều phong cách đa dạng, mà trong đó áo dài Huế được giới thiệu như là điểm nhấn để quảng bá vẻ đẹp văn hóa trầm tích của vùng đất cố đô. Hình ảnh về những tà áo dài Việt Nam cũng khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình của chúng tôi trên trang web vtv.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.